ngả mũ trước quy tắc 9-1 của người Do Thái. Một đồng xu người khác bỏ qua cũng có thể là cơ hội giúp bạn làm giàu. Kính thưa quý vị, dù là tiền bạc hay kinh nghiệm sống đều cần tích lũy từng chút. Bí quyết quản lý tài chính của người Do Thái ai cũng có thể áp dụng, nhưng chỉ những người thực sự khôn ngoan mới thấu đáo và trân trọng. 1. Tư duy khác biệt về đồng tiền của người Do Thái. Người Do Thái là những người giàu nhất trên thế giới. Điều này đã được thế giới công nhận. Người Do Thái chỉ chiếm 0,3% dân số thế giới, nhưng họ nắm giữ huyết mạch kinh tế toàn cầu. Trong số những doanh nhân giàu nhất thế giới, người Do Thái chiếm khoảng một nửa. Một vài người Do Thái nổi tiếng phải kể tới là vua dầu mỏ Rockefeller. Ông từng là người giàu nhất Hoa Kỳ, nhà khoa học Einstein, chính trị gia Kissinger và nhà tư tưởng Marx. Có thể nói, điều khiến người Do Thái tự hào nhất chính là tư duy kinh doanh và quan điểm về sự giàu có. Nhiều người coi tiền là tội ác và những người giàu là thủ phạm gây ra những bất công. Tuy nhiên, trong mắt người Do Thái, tiền không phân chia tốt xấu, khác nhau ở lòng người. Theo quan điểm của họ, doanh nhân kiếm tiền thông qua trí tuệ, dựa vào sức mạnh khối óc mà có được thì rất đáng được trân trọng. Chính nhờ quan điểm như vậy, người Do Thái rất coi trọng tiền bạc và của cải. Điều này cũng giúp cuộc sống của họ ngày càng hưng vượng. 2. Một đồng xu dưới đất cũng có thể là kho báu trong tương lai. Từng có hai người trẻ tuổi cùng nhau đi tìm việc. Một trong số họ là người Do Thái. Bỗng một đồng xu lăn trên mặt đất, chàng trai kia thậm chí không nhìn vào nó và bước qua như một quý ông. Ngược lại, anh chàng người Do Thái cẩn trọng nhặt lấy đồng xu. Người bạn dùng ánh mắt giễu cợt nhìn chàng trai và nói: "Một đồng xu cũng nhặt, có đáng không?" Người Do Thái nhìn vẻ mặt tràn đầy sự khinh bỉ của đối phương, thầm nghĩ rằng anh ta đã bỏ lỡ một cơ hội kiếm tiền mà không hề hay biết. Hai người cùng nhau vào một công ty để xin việc. Đây là công ty nhỏ, công việc nhiều, lương lại thấp. Người bạn kia cho rằng đó là công việc không có tương lai, bởi vậy nên cao ngạo rời đi. Trong khi đó, chàng trai Do Thái hạnh phúc khi ở lại. 3 năm sau, hai người gặp lại nhau. Người Do Thái trở thành ông chủ, còn người bạn năm nào vẫn đang tìm việc làm. Mang trong mình băn khoăn, anh chàng này liền hỏi người Do Thái: "Làm những việc không đáng như anh, sao lại có thể phát tài như vậy?" Người Do Thái trả lời: "Anh như một quý ông, không cần tới một đồng xu, cả đời này anh sẽ không bao giờ giàu được." Trong suy nghĩ người thanh niên bình thường này, anh ta muốn kiếm nhiều tiền, một miếng ăn trọn, trong khi chàng trai Do Thái thậm chí không bỏ qua một đồng xu nhỏ bé, bởi anh ta biết rằng năng nhặt chặt bị. Đây là bí mật làm nên thành công của người Do Thái. Đừng để tuột mất dù chỉ là một cơ hội kiếm tiền, bởi vì một đồng tiền nằm dưới đất rất có thể ẩn chứa cả kho báu không nhìn thấy được. 3. Quy tắc 9-1. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh mà nhiều người đã bị sa sút, hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Những áp lực lớn lên mỗi ngày, nhiều người không thể nhìn thấy tương lai, thậm chí mất niềm tin. Sau đây là quy tắc 9-1 của người Do Thái. Nó có thể giúp chúng ta tìm thấy hy vọng từ tuyệt vọng và mở ra tương lai đầy hứa hẹn. Một doanh nhân Do Thái đã nói với người đàn ông nghèo bán trứng rằng: "Nếu anh nhặt 10 quả trứng mỗi sáng và cho chúng vào một cái giỏ, và mỗi đêm lấy ra 9 quả trứng từ trong giỏ đó, sau một thời gian, điều gì sẽ xảy ra?" Người bán trứng đáp lại: "Theo thời gian, trứng sẽ đầy chặt giỏ." Vị doanh nhân giàu có hỏi thêm: "Tại sao?" Người bán trứng đáp: "Vì mỗi ngày tôi lại có thêm một quả trứng trong giỏ so với ngày trước." Đến đây, người doanh nhân tử tốn nói: "Bây giờ tôi dạy anh một bí quyết để giàu có. Dù anh kiếm được bao nhiêu tiền mỗi ngày, anh phải tiết kiệm 1/10 số tiền mà mình kiếm được. Ví dụ, nếu anh kiếm được 10 đồng hôm nay, anh phải tiết kiệm được 1 đồng. Nếu anh kiếm được 100 đồng vào ngày mai, xin hãy tiết kiệm 10 đồng
khi bắt tay vào làm, tương lai giàu có đang chờ đợi anh. Doanh nhân giàu có tiếp tục nói: đừng vì thấy những điều tôi nói đơn giản mà cười nhạo. Tôi giàu có như ngày hôm nay là nhờ quy tắc 91 ấy. Hiểu một cách đơn giản, quy tắc 91 thực ra là để các khoản chi tiêu không vượt quá 90% tổng thu nhập. Nếu kiên trì trong một thời gian, ngoài việc thoát nghèo thì chúng ta còn có được một khoản tiết kiệm cho mình. Con người ta luôn ham thích tiêu tiền khi mà thu nhập hạn hẹp. Nhiều người trong chúng ta dù có được mức lương cao, nhưng tới tận 40 tuổi vẫn phải giật gấu vá vai bởi vì không biết dành dụm. Đừng bao giờ coi thường đồng tiền bạn vừa tiết kiệm được. Đó là bài học làm nên sự giàu có không chỉ của riêng ai. 4. Kết luận: sự giàu có không được tạo ra trong ngày 1, ngày 2, mà là thành quả sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, kiên trì và phấn đấu. Khó khăn là điều không thể tránh khỏi, nhưng nếu như không dám vươn lên thì mãi mãi bạn không thể tìm thấy cho mình cơ hội. Bí quyết để có được sự may mắn chính là phấn đấu. Dù là tiền bạc hay là kinh nghiệm sống đều cần tích lũy từng chút một. Lâu dần, chúng ta không chỉ trở nên khá giả mà cũng tự nhiên có được những trải nghiệm tuyệt vời. Năm 2022, có thể vẫn còn đó rất nhiều khó khăn với nhiều người. Có người còn gánh nặng nợ nần, kinh doanh trở ngại. Tuy nhiên cũng có người tìm thấy cho mình ánh sáng hy vọng ngay trong nguy cơ và bắt đầu từ điều nhỏ nhặt nhất để chuẩn bị cho tương lai. Thành công sẽ thuộc về những người biết chuẩn bị, kiên trì làm việc chăm chỉ vì mục tiêu và biết tiết kiệm thành quả lao động. Trong cao thủ 3. Ánh mắt của chim ưng vô cùng sắc bén. Sau khi xác định được mục tiêu, nó sẽ nắm bắt đúng thời cơ và nhanh chóng tấn công. Doanh nghiệp một khi đặt ra mục tiêu cần phải dốc sức để thực hiện. Nếu không, mục tiêu sẽ mãi lơ lửng trên cao và không thể trở thành hiện thực. 4. Chim ưng biết rằng mắt cá hay tay, làm hai việc cùng lúc đôi khi sẽ hỏng cả hai. Người kinh doanh hay lãnh đạo doanh nghiệp đều hy vọng doanh nghiệp của mình ngày càng lớn mạnh. Thế nhưng, sức lực của mỗi người đều có hạn. Chỉ khi tập trung toàn bộ sức mạnh vào một việc nào đó mới có thể khai thác tiềm lực một cách triệt để. Vì vậy, muốn thực hiện mục tiêu doanh nghiệp, đầu tiên cần phải bồi dưỡng khả năng chuyên tâm và tập trung của mỗi thành viên trong doanh nghiệp. So với những doanh nghiệp tự động đầu hàng, không đấu tranh trước kẻ mạnh hoặc chùn bước, không nỗ lực trước khó khăn, thì những công ty đứng lên từ thất bại tiếp tục tiến về phía trước.